Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh review của eShip.vn. Đây là một số kênh thông tin của chúng tôi. Trong video này, eShip.vn sẽ giới thiệu cho các bạn một mẫu đồng hồ đến từ thương hiệu Citizen đã được eShip.vn nhập khẩu trực tiếp từ nhà phân phối. Và nói sơ một chút xíu về thương hiệu này cho những bạn nào chưa biết. Citizen Watch Corporation, đây là một nhà sản xuất đồng hồ đích thực với quy trình sản xuất toàn diện trải dài từ việc tạo ra các bộ phận riêng lẻ của đồng hồ cho đến những khâu lắp ráp cuối cùng. Công ty hoạt động tại hơn 140 quốc gia và khu vực trên thế giới. Kể từ khi thành lập vào năm 1918, Citizen đã giữ vững niềm tin với câu slogan Better Start Now, hãy bắt đầu tốt hơn ngay bây giờ. Câu này có nghĩa là cho dù bạn là ai và bạn làm gì, thì bạn luôn có thể làm điều gì đó tốt hơn và bây giờ là lúc để bắt đầu thực hiện điều đó. Củng cố thêm niềm tin này, thì thương hiệu đã chế tạo, phát minh và cải tiến công nghệ cũng như khám phá tương lai của ngành chế tác đồng hồ, chẳng hạn như công nghệ EcoRide độc quyền của thương hiệu, một cỗ máy chạy bằng năng lượng ánh sáng và tính năng đồng bộ hóa thời gian bằng vệ tinh hiện đại trên các mẫu radio control. Đây là hai phát minh cực kỳ nổi tiếng của Citizen. Và đó cũng là tất cả những cái thông tin tổng quan ngắn gọn nhất về thương hiệu này cho những bạn nào chưa biết có thể dễ dàng nắm bắt được. Còn bây giờ mình sẽ đi đến nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay nằm trong chiếc bóc nhỏ gọn này nhé. Bên ngoài bóc chính chúng ta sẽ có một chiếc hộp giấy như thế này để bảo quản bóc chính bên trong, tránh khỏi bụi bẩn các bạn nha. Và bóc bên ngoài thì mình thấy họ thiết kế cũng rất là đẹp luôn. Nó sẽ cực kỳ thích hợp với những bạn nào có ý định mua làm quà tặng luôn nha. Bên trong chúng ta sẽ thấy phần bóc chính bằng giấy cũng sẽ được thiết kế với tông màu trắng chủ đạo và tên thương hiệu nằm ở trung tâm, cực kỳ nổi bật. Bóc mới này thì họ sẽ thiết kế với dạng bóc đứng các bạn nha. Đây, rất là đẹp luôn. Một màu trắng thuần khiết và cực kỳ thanh lịch. Bên trong chúng ta sẽ có một miếng xốp nè để có thể đệm giảm chấn động tối đa trong quá trình vận chuyển ha. Và đây là nhân vật chính của chúng ta. Phía dưới chúng ta sẽ có những phụ kiện đi kèm là sách hướng dẫn đến từ Citizen và một túi hút ẩm nè. Chiếc túi hút ẩm này sẽ cực kỳ cần thiết, đặc biệt đối với những chiếc đồng hồ có lớp mạ PVD như thế này nha. Phần gối thì rất là êm với một cái lớp vải bố bao bên ngoài như thế này. Và đây, sản phẩm của chúng ta mới hoàn hảo 100%, được bảo quản rất là cẩn thận, nguyên siêu nhá, siêu dây nè các bạn, đó, quấn rất là kỹ luôn, siêu khóa cũng như là siêu mặt đáy, tất cả các chi tiết đều trong trạng thái hoàn hảo mới 100%. Và đây là phần tác sản phẩm. Cái mẫu đang trên tay mình sẽ có tên đầy đủ là Citizen Automatic Main Watch, một mẫu đồng hồ dành cho nam giới sử dụng cỗ máy cơ khí đến từ Citizen. Và chúng ta sẽ có mã chi tiết cho mẫu này là NH8352-53P, sử dụng cỗ máy cơ khí là caliber 8200. Và chúng ta thấy là cái phần mã sản phẩm này mình luôn luôn để dưới phần tên video cũng như đường link truy cập sản phẩm này phía dưới phần nội dung. Các bạn có thể dễ dàng truy cập vào và sở hữu cho mình chiếc đồng hồ này với mức giá cực kỳ ưu đãi tại eShip.vn nhé. Phía sau tác thì chúng ta sẽ có tên thương hiệu thôi, rất là đơn giản. Về nhân vật chính thì chi tiết đầu tiên mình muốn chia sẻ đó chính là về đường kính. Và đường kính cho mẫu đồng hồ nam ngày hôm nay sẽ là 40mm. Một đường kính sẽ phù hợp với những bạn nam có chu vi cổ tay khoảng 16cm, lên tay sẽ cực kỳ phù hợp. Độ dày ở mẫu này sẽ là 11mm, một độ dày tương đối trung bình trên các mẫu đồng hồ cơ khí dành cho nam. Và với kích thước này thì mình nghĩ rằng sẽ cực kỳ phù hợp với một quý ông thanh địch luôn. Rất là dễ để phối với nhiều kiểu trang phục khác nhau. Một cái tông màu tổng thể các bạn có thể thấy đây là một màu vàng gold. Tuy nhiên thì mình thấy ở đây cái tông màu vàng này họ là thiết kế nghiêng về màu vàng sâm banh, nó cực kỳ sang trọng. Về phần mặt kính chúng ta sẽ có là kính khoáng hay còn gọi là kính cứng. Đây là loại kính cường lực được làm từ chất liệu thủy tinh vôi và kính khoáng thì nó có độ cứng kém hơn so với mặt kính sapphire. Chính vì vậy thì nó chống trầy xước sẽ không tuyệt vời bằng kính sapphire. Nhưng mà đổi lại thì nó sẽ có một cái lợi thế rất là lớn, đó là các bạn có thể dễ dàng đánh bóng lại như mới đối với những cái vết trầy nhẹ như xước chỉ kim hoặc là xước lông mèo nhé. Còn đối với những vết trầy sâu và nặng hơn thì các bạn không nên lạm dụng cái việc đánh bóng này. Nó sẽ tạo nên những cái vết lõm ở trên phần mặt kính rất là mất thẩm mỹ luôn. Vì bản chất của việc đánh bóng là chúng ta bào mòn đi cái phần kính đã bị trầy, cho nên các bạn lưu ý kỹ vấn đề này. Về mặt số bên trong thì các bạn sẽ thấy ngay một tông màu vàng sâm banh rất là sang trọng và cực kỳ ấn tượng, kết hợp với đó là họa tiết vân tổ ong rất là cuốn hút các bạn nha. Nhưng mà nhìn kỹ hơn thì mình thấy này, các bạn sẽ thấy vô số cái hình tam giác nhỏ luôn, nó tạo nên một cái họa tiết nổi trội và nó làm nổi bật lên cái phần mặt số của chúng ta rất là nhiều. Thì những cái họa tiết rất là nhỏ lặp đi lặp lại nhiều lần như thế này thì trong ngành chế tác đồng hồ sẽ có một cái tên gọi chung, đó là họa tiết GOC. Các bạn sẽ thường thấy những họa tiết này trên mặt số đồng hồ hoặc là bên trong những cái bộ phận của đồng hồ cơ khí mà các bạn hay thấy ở phía sau mặt đáy ha. Ở đây thì Citizen họ thiết kế đáy kín rồi nên mình không thấy được những cái bên trong. Về phần những cái sản phẩm khác thì các bạn sẽ thấy là đồng hồ cơ khí thường sẽ lộ máy phía dưới và các bạn sẽ thấy được những cái chi tiết đánh vân họa tiết, thì đó tất cả đều sẽ là tên gọi chung là họa tiết GOC. Cái này thì mình chia sẻ thêm ha.
Rồi về phần cọc số, chúng ta sẽ có dạng cọc đơn riêng các cọc số chẵn. Chúng ta sẽ thấy là họ thiết kế cọc số La Mã để tăng thêm cái nét cổ điển và thanh lịch hơn cho mẫu đồng hồ. Bộ kim chức năng vẫn được trang bị đầy đủ 3 kim chức năng chính là giờ, phút, giây, và kết hợp với đó chúng ta sẽ có thiết kế kim liếp, tức là dạng kim lá liễu các bạn. Nó rất là tinh tế và thanh lịch luôn. Trên phần kim giờ và kim phút, chúng ta vẫn sẽ có lớp phủ dạ quang hỗ trợ quan sát trong điều kiện thiếu sáng rất là tốt. Và để sử dụng tốt nhất cái lớp phủ này, các bạn cần phải phơi nắng chiếc đồng hồ chúng ta dưới trời nắng trực tiếp của ánh sáng mặt trời để có thể sạc đầy vào cái lớp phủ này. Và khi bạn di chuyển vào nơi có ánh sáng kém thì nó sẽ phát huy công dụng rất rõ ràng, sáng lên vô cùng rực rỡ cho bài đọc thời gian một cách nó nhanh nhất và dễ dàng nhất. Và đặc biệt đối với những cái thương hiệu đến từ Nhật Bản thì mình đánh giá rất là cao những cái lớp phủ dạ quang đến từ họ nhé. Nó cho một cái độ sáng rất là đẹp luôn và cũng như là rất là rõ ràng. Cái này thì mình đã có trải nghiệm thực tế trên rất là nhiều mẫu đồng hồ Nhật Bản rồi. Rồi tiếp tục đi đến phần tên thương hiệu, chúng ta sẽ thấy là họ đặt ở góc 12 giờ, một góc rất là quen thuộc, và đây là góc đẹp nhất của mẫu đồng hồ. Phía dưới góc 6 giờ chúng ta sẽ có tên bộ máy automatic, và một cái điểm nhấn nữa trên sản phẩm này mình đánh giá rất cao đó là lịch day date, tức là lịch thứ và lịch ngày luôn, được trang bị ở góc 3 giờ truyền thống với nền màu trắng và chữ số màu đen cực kỳ dễ đọc. Lịch thứ và lịch ngày thì là một trong những cái tính năng rất là khả dụng trên sản phẩm nha các bạn. Chúng ta có thể quan sát được ngay trên chiếc đồng hồ thời gian, ngày và thứ luôn, cực kỳ tiện lợi. Rồi về phần vật liệu hoàn thiện bên ngoài, chúng ta sẽ có từ khung vỏ nè, vành benzen cũng như là dây đeo, tất cả sẽ là thép không gỉ 316L, một loại thép chuyên dụng để sản xuất đồng hồ, và nó có tính chất chống ăn mòn tổng thể tốt hơn trong môi trường nước biển và là các chất lỏng có tính axit như là mồ hôi. Bên cạnh đó thì thép 316L nó cũng chống lại được một số cái đặc tính từ tính nữa. Đây là một cái khả năng rất là quan trọng ở các mẫu đồng hồ sử dụng máy cơ khí như thế này, nó tránh cho cỗ máy bên trong của chúng ta gặp hiện tượng nhiễm từ và ảnh hưởng đến độ chính xác. Và trên toàn bộ sản phẩm như lúc nãy mình có nói đó, chúng ta sẽ có một cái lớp mạ PVD màu vàng sâm banh rất sang trọng các bạn. Đây, kết hợp với đó là chế tác đánh bóng trên toàn bộ phần khung vỏ, viền benzen cũng như là các chỉ của dây đeo. Chúng ta sẽ có phần dây đeo thì chúng ta sẽ có là xen lẫn giữa chế tác đánh bóng và chế tác phay xước để tạo ra cái sự nổi bật hơn trên cổ tay của nam giới. Còn toàn bộ phần khung vỏ như các bạn thấy và phần benzen nữa, chúng ta sẽ có chế tác đánh bóng để tăng thêm nét bóng bẩy lấp lánh và sang trọng hơn trên cổ tay của nam giới. Cùng với đó là những hiệu ứng bắt sáng rất là đẹp mắt khi chúng ta di chuyển cổ tay ở các góc nhìn khác nhau, thu hút được rất là nhiều ánh nhìn xung quanh. Phần núm vặn chính mình thấy là họ thiết kế cũng rất hài hòa trên sàn mặt 40mm như thế này. Mặt núm chúng ta sẽ có chế tác đánh bóng luôn nha. Và các rãnh của phần núm vặn cũng rất là giúp chúng ta có thể dễ dàng thao tác hơn rất nhiều. Nó tăng cái độ bám đó các bạn. Đây, những cái khía vành đồng xu như thế này thì chúng ta có thể thao tác rất là dễ dàng. Mình đeo vào tay thì rất là trơn nhưng nó vẫn rất là bám như thế này. Các bạn thấy mình thao tác rất là nhẹ nhàng. Rồi về phần khóa thì chúng ta sẽ được thiết kế khóa gập rất là quen thuộc ha, với những cái nút bấm rất là tiện lợi. Trên mặt khóa chúng ta vẫn sẽ có tên thương hiệu Citizen được khắc cực kỳ sắc nét để tăng thêm cái độ nhận diện thương hiệu cho mỗi đồng hồ từ các góc nhìn khác nhau. Ở thiết kế mặt đáy thì chúng ta sẽ có một thiết kế đáy kín, và cùng với đó là những cái thông tin về sản phẩm như nãy giờ mình chia sẻ thì cũng được thương hiệu họ cung cấp phía dưới này tương đối đầy đủ. Đầu tiên là tên công ty Citizen Watch Corporation. Khả năng kháng nước của mẫu này sẽ là 53, tức là 50m nha các bạn. Rồi chúng ta sẽ có chuẩn bộ máy Saban Movement, chắc chắn rồi đây là bộ máy đến từ chính Citizen luôn. Và tên bộ máy cũng được thể hiện phía dưới này, B8200 như các bạn có thể thấy nè. Đó, và stainless steel là có nghĩa là vật liệu thép không gỉ nha. Sau cùng sẽ là dãy chính ký tự này, đây chính là số series của mẫu sản phẩm ngày hôm nay. Thì số series này nó giống như một cái mã định danh cho mỗi chiếc đồng hồ Citizen vậy, sẽ không mẫu nào giống mẫu nào. Và qua các góc quay thì các bạn thấy sản phẩm ngày hôm nay của chúng ta mới hoàn hảo 100%, không hề có dấu hiệu cấn móp hay trầy xước phía trên phần khung vỏ nè, viền benzen, mặt kính cũng như là dây đeo, tất cả đều trong trạng thái hoàn hảo, mới nguyên siêu 100% nhé. Và đó cũng là những góc quay thực tế nhất cũng như là những cái chia sẻ chi tiết nhất của eShip.vn đến những bạn nào đang quan tâm đến các mẫu đồng hồ Citizen nói chung cũng như là mẫu Citizen Automatic Main Watch NH8352-53P ngày hôm nay nói riêng. Hiện tại eShip.vn thì đang có rất là nhiều mẫu mã sản phẩm với nhiều kiểu dáng, màu sắc và giá thành khác nhau đến từ rất nhiều thương hiệu. Đến eShip.vn các bạn có thể hoàn toàn yên tâm, các sản phẩm sẽ luôn là hàng chính hãng với nguồn gốc rõ ràng, và cam kết các sản phẩm tại eShip.vn sẽ luôn có giá thành cạnh tranh so với thị trường. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp các bạn ở các video tiếp theo.